Dạ Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì kênh Ngọc Ngân Bến Tre thì chuyên cung cấp những cái dòng cây có giá trị kinh tế cao. Thì bên cạnh đó Ngọc Ngân cũng chuyên cung cấp những cái loại cây giống, cây ăn trái để phục vụ cho mọi nhu cầu của quý cô chú anh chị. Hôm nay thì Ngọc Ngân không có giới thiệu với quý cô chú anh chị cái cây giá trị kinh tế cao đâu, không có giới thiệu cây bonsai, cũng không có giới thiệu cây ăn trái luôn, mà Ngọc Ngân sẽ giới thiệu một cái loại cây mà nó rất là hữu ích trong gia đình của quý cô chú anh chị luôn. Đó chính là cây sầu đâu. Thì cái loại cây này thì rất là nhiều cô chú hay hỏi Ngọc Ngân, tại vì cái cây này á, là một cái cây thuốc quý á, quý cô chú anh chị. Thì cái này thì nó có nhiều công dụng, thì nếu mà quý cô chú anh chị nào mà tìm mua cái cây này thì chắc hẳn là biết cái công dụng của cây rồi. Do đó là Ngọc Ngân không có chia sẻ ở đây. Thì ở đây thì Ngọc Ngân chỉ báo chiều cao kích thước và cái giá cây để cho quý cô chú anh chị theo dõi. Thì chiều cao của cây tính từ miệng chậu đi lên nó là nó cao một gang tay của Ngọc Ngân. Còn cái thân cây thì nó cỡ như cây chân nhang thôi quý cô chú anh chị. Thì cái cây này thì 10 cây thì sẽ là 350 ngàn. Thì Ngọc Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Còn nếu mà quý cô chú anh chị lấy ít hơn thì quý cô chú anh chị sẽ trả tiền ship nhé. Thì cái cây này thì ngoài là công dụng làm thuốc thì mình có thể làm cái món gia vị trong món ăn của gia đình mình. Thì nó có những cái bài thuốc đó, thì mình sẽ kèm theo những cái món ăn thì nó sẽ rất là đặc biệt luôn. Mình có thể ăn tươi, mình làm dạng như rau sống nha quý cô chú anh chị, thì mình ăn đều được hết. Nó hơi có vị đắng nhưng mà dân gian ta thường nói là thuốc đắng giả tật á. Thì do đó là những cái loại nào mà đắng thì mình thường mình ăn nó sẽ có cái vị thuốc của nó rất là nhiều. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu mà mua cây sầu đâu á, thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân trong khoảng thời gian là 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối nha. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nhé. Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và sẽ có thêm biết thêm nhiều loại cây mới từ những cái kênh video của Ngọc Ngân nhé.